Thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, đến nay, thu ngân sách 11 tháng đầu năm đã vượt kế hoạch cả năm. Kết quả này được Bộ Tài chính cho là khá tích cực, cơ bản sát với mức đánh giá đã báo lên Quốc hội. Theo Bộ Tài chính, 11 tháng đầu năm nay, thu ngân sách đã đạt gần 790.000 tỷ đồng, vượt 100% kế hoạch đã đề ra. Riêng tháng 11 đã thu hơn 62.000 tỷ đồng. Kết quả đáng khích lệ này, một phần nhờ vào các cơ quan trực tiếp gắt cổng như thuế hay hải quan đã cùng siết chặt các hoạt động thanh kiểm tra thuế, chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại, thu hồi nợ động, v vân. Trong khi đó, chi ngân sách mới tương đương gần 93% dự toán cả năm, bộ chi 11 tháng đầu năm đang ở mức 64% mức bộ chi mà Quốc hội đã cho phép hội đầu năm. Bộ Tài chính nhận định thu chi ngân sách như vậy là đúng chủ trương chặt chẽ và tiết kiệm. Quý vị cũng liên quan đến tình hình ngân sách hôm qua khi trả lời báo chí, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, ngân sách nhà nước năm 2015 có thể hụt thu 20.000 tỷ đồng nếu giá dầu thô giảm về mức 85 đô la Mỹ một thùng. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, dự toán ngân sách năm 2015 được xây dựng trên cơ sở giá dầu dự báo khoảng 100 đô la Mỹ một thùng. Nếu giá cứ giảm 1 đô la thì ngân sách hụt khoảng 1.000 tỷ đồng. Mặc dù các chuyên gia dự báo giá dầu có thể tăng trở lại vào giữa năm 2015, nhưng nếu giá giảm về 85 đô la Mỹ thì thu ngân sách hụt khoảng 20.000 tỷ đồng. Trước đó trong phiên họp thường kỳ chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu có phương án tính toán các nguồn thu ngân sách bảo đảm không để hụt thu. Bộ Tài chính cũng cho biết đang tính toán phương án xử lý vấn đề này, trong đó có việc ưu tiên khai thác ở các mỏ có giá thành thấp. Về tác động của giá dầu giảm đến nguồn thu năm 2014, Bộ cho biết trước mắt ít tác động vì dự kiến ngân sách dựa trên mức giá dầu trung bình khoảng 110 đô la Mỹ một thùng và mức thu 10 tháng đầu năm vẫn rất tốt. Riêng từ tháng 11 trở đi, giá dầu thế giới giảm mạnh về mức khoảng 68 đô la Mỹ một thùng, nhưng tính bình quân từ đầu năm vẫn đạt khoảng 109 đô la Mỹ một thùng.